Yến đang đợi xem là điều gì sẽ xảy ra. Tại vì chị Yến thấy là tìm gãy sờ cun đã ở ngoài này rồi, mà chiếc máy quay vẫn ở đây. Kỹ thuật thì đã đi rồi mà máy quay vẫn ở đây. À thế là Giang đi à? Thôi tưởng nó đi ra vào hiện trường nó quay phim mà nó để máy quay ở đây thì thôi, ngày hôm nay lương coi như bỏ. Vẫn là Nhung Duệ, Nhung Duệ đang đợi đợi à, nhầm Nhung Gem. Là mình cứ bị nhầm Nhung Gem với Nhung Duệ. Nhung Gem đang đợi Giang à? Em sẽ phải đợi khá lâu đấy. Introductory à? Em biết mà. Em biết mà. Nhìn nó xinh phết ạ. Em ơi, hôm nay đi xe đạp cẩn thận em nhá. Để xe đạp cẩn thận nhá. Để túi sách cẩn thận nhá. Hôm trước thì Thiên An mất cái xe đạp kèm với cả cái túi sách của Nhung Gem. May là ở trong cái túi sách đấy không có con iPhone 12. Không thì toang chặt. Lại xuống đấy. Quay chỗ khác đi chúng mày. Nhìn nhìn giống gái Nhật đó. Ê ê ê. Trên cái quay chưa? 1M rồi, em canh đấy. À cái gái Nhật đó đã xem rồi. Nó nhẹ nhõm cả, nó đi nhanh thật đấy. Ra lại tưởng là phải đi ra ngoài rồi mà máy quay vẫn để ở đây. À người nhẹ như gió, ok vừa đi vệ sinh xong này người nhẹ như gió là đúng rồi. Vẫn đang đợi. Là một ánh mắt rất bí kìa. Đây là tim gãy sờ cun mọi người ạ. Đây là thứ hai. Các bé cố gắng chăm ngoan nhá. Sắp đến Tết rồi, hãy cố gắng cho mình một cái Tết bánh chưng có nhân thịt. Cố lên. Bánh chưng gấp đôi nhân thịt. Bánh trưng full, full topping đúng không? Cả cho mình. Ngày tháng mong mơ. Anh có thích mong mơ không? Nhiều đi, nhiều ít thôi. Nhìn này tao tự đi xe. Ô, lên xe. Lên xe. Đi nào nào. Đi nào. Thế nó tự đi xe thì mày nhảy xe nó. Sao mày bố đánh không đau mà ngồi sau con cái mà mày bắt con đéo. Bố em đánh đau. Em buồn lắm. Bố em đánh đau hơn. Đấy, thấy không? Đang định chê là Nhung Gem mặc cái áo kiểu gì đấy thì nhớ ra là mình cũng mặc một chiếc áo giống y nó. Cũng dày dày và có tay như thế nên là mình không chê nữa. Và chúng nó đã đi rồi, trở lại cái khung cảnh yên bình ở trong này của công ty rồi. Rồi mình đi vào làm việc. Khảo Lê. Lại video ăn. Thôi cố lên em ạ. Ốm mà mình ốm yếu thì mình phải ăn vào và có sức để quay phim Tết đấy ạ. Vì thì Tết lại bánh chưng như nhân thịt. Hôm nay là một trong ít ỏi những hôm mà Thảo ăn đồ ăn mà không bị cả công ty chỉ trích vì béo như con lợn. Người nhìn nó ốm nhau, ốm như con gà dù. Nay thì mặt được xấu và đầu được bết. Buồn quá, ăn đi xong rồi uống thuốc em ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ lên trên này để ăn. Xem những con lợn. Nó là dậy quay chưa? Mình ăn là 2 phút. Chạy. Chân thế nào đây? Ở đây không có chân thế nào. Đây là một bà hàng xóm. Ta sang bên này. Anh Hiếu. Chỗ ngủ được ạ. Kìa hai thằng kia. Ngủ theo phong cách cách ly. Nó ngủ kiểu chống lây nhiễm. Kìa nó vẫn ngủ say quá kìa Hoàng. Nó vẫn ngủ say quá kìa. Kiểu ngủ kìa. Vẫn
hơn 12 giờ mà chị. Mệt quá. 12 giờ mà chị. Đấy. Phòng cách cách ly. Là 1 giờ rồi và giờ làm việc của team gãy là 1 giờ. Nhưng xem này không ngủ ở công ty à em? Em đi nói mi vàng, bộ mi mơ. Mày nhìn mi tao này. Vâng, nọ lại. Em là cô gái rất hay ho. Ở kia là Nhung Xe mọi người ạ. Đấy, cô gái thất tình. Nhưng mà ngày xưa rất xưa ấy có một Nhung đâu bên. Nó cứ thế đấy. Lúc thì nó sẽ ngồi bên ghế lá bên kia. Lúc thì nó sẽ ngồi như một con dầu ở trên yên xe của Chu Văn Chiến. Cuộc đời thật lắm bất công. Lông mi đâu rồi? Mình sẽ đi ra xem. Cuộc đời thật lắm bất công. Nhung Duy sao lại mất lông mi thế này? À vẫn còn, chỉ có tao mất thôi. Giang à, Quỳnh ơi, Quỳnh có nhìn thấy ánh mắt Giang nhìn Nhung không? Mọi người có nhớ tên TikTok của người yêu Giang là cái gì không? Hãy tàng nó vào. Không sợ. Nó đang, con Nhung nó đang bị mệt, em hiểu không? Bây giờ có, chỉ có thuốc hạ sốt sản xuất ở cái sản xuất ở ngân hàng Việt Nam á, thì đắp lên thì nó sẽ hạ sốt rất là nhanh. Đây là Long Tổ. Một quả mút rồi. Đi vào bên trong này để xem chúng nó chuẩn bị đi quay. Thì thầm nhau, thì thầm một xuân. Thằng Lê đang ăn, cố gắng ăn những thìa cơm một cách rất mệt nhọc nhưng vẫn hết suất. Không nữa. Không hết suất à? Nè, không ăn thì uống nào thuốc em. Không uống thuốc không kêu em mệt quá, kéo cửa vào. Anh em Hiếu Thảo quay phim cái gì nhỉ? Anh Nhung mày làm gì nhỉ? Quên mà, vừa biết quậy quên mất rồi. À, nhớ sâu kiếm tiền rồi, sáng nay vừa nói quên mất. Chu Văn Chiến đem một cái khẩu trang SL, khẩu trang sạm le. Sạm le. Khẩu trang chữ SL. Đấy, trong ngày tổ kỹ thuật thì đã làm việc từ rất lâu rồi và các bạn diễn viên thì vẫn chưa dậy hết, vẫn chưa xuống hết thì phải. Thôi anh không phải sát khuẩn. Thôi không nói về cái chai của anh Đại xịt nữa. Thôi nói. Cô nào cô hồn thử cũng xem sao. Sao anh cô hồn thử cũng xem sao? Cô hồn thì ở trên cao chứ nhỉ? Cô hồn là thử cúng xem sao. À thử cúng à. Cô đơn tìm chỗ vui nào là xong. Cô nào cô vì đây sẽ là nhà anh chị sẽ thảo nhân chị, nhưng nhà Thảo sẽ là bánh chưng nhân cách. Đó, bánh chưng nhân cách. Thuốc của Thảo Lê mọi người ạ, cố gắng đúng phết đấy. Tại tưởng nói tôi đang dưới tương ngực. Đau đầu chóng mặt buồn nôn đau người. Đau người. Một chàng trai hay ho. Không. Rồi hay ho là vỡ mồm. Đi qua đây. May quá chị Yến hay ho, thế nhưng mà chị Yến lại hay ho từ cái hôm trước cái có với dịch bệnh chứ đại. Chiều đứa nào? Chưa anh. Chưa anh tao có thấy trên nhà đâu. À thế tao vào tao quay thiếu còn Chưa anh. Đây là quay. Đi vào gọi hai đứa kia chuẩn thiếu tại vì nó bé quá, nó ngắn quá. Ngắn quá mọi người, thế là mình không biết là có nó ở đấy thì mình sẽ lên. Xem cô anh thấy. Ôi giời ơi nó đây, bữa nãy đi vào quay shot nó. Shot bay. Đây, bên này, đấy, cuốn. Nó ngồi nó nằm đấy. Cái là Nhung xem. Bữa nãy chị vào quay vlog bên này thì không biết là bên này đâu, chị quay sang bên này chị đi luôn mà chị không hề biết nó ở đây. Tưởng nó là cái ghế à? Chị tưởng là cái ghế. Mà. Không nhìn thấy. Nhưng mọi người dưới nhà rồi hết rồi cả. Đang đợi cả nhanh em đi bộ bây giờ. Em đi gì ra đây đấy? À thì em cũng em không nói em cũng không. Không biết không? Sao cái cây này của mình nó ít ít cành nhỉ? Bạn sẽ là đảo của anh nhỉ? Đúng rồi à? Đây là ăn béo.
hiện đứa nào vặt cây phát tài phát lộc của tao là làm cụ tao sự vặt lại từng đấy cái tay. Mày vào đúng không? Không. Thế là giơ tay. Đây là căn phòng của cái sờ cu. Lúc thì nhà Tuấn, lúc thì nhà Dương Diêm. Thế Tuấn vào vai thì Tuấn vào vai trò má hay là vào vai tử tế đấy? Tử tế kìa. Nhìn mặt kia là không tử tế được rồi. Mặt kia là làm gì? Tử tế trò má. Làm gì có cái thằng tử tế đâu, tóc tai nó như thế kia. Vai là mà tử tế mà chết. Mệt mỏi. Đang buộc tóc. Ở dưới thì mọi người đã di chuyển hết rồi, chị Yến vừa đuổi thì anh xuống rồi, chị Yến xem nào. À vẫn chưa di chuyển, đội hình mới sắp di chuyển. Và dưới này cũng cao quá. Ôi đây là hai cô em gái đang đi với nhau, đây là Thảo Dương. Trước khi đi quay mỗi người một team thì phải chào nhau một cái. Đây này được đấy. Dương ơi, anh em lớp anh. Mày thấy Giang ngồi kia không? Đâu Giang đâu? Giang đâu? Ngồi trong cái trong K9 á? Đây chị sẽ zoom một phát sang K9 xem Giang ngồi đâu. Tầng 1 à? Tầng 2 thấy đâu? Tầng 2 thấy mỗi cái gì trắng trắng á? Người đang ngồi đó. À rồi, đây là Giang mọi người. Đây là Giang. Tuấn nó đang đợi Nhung Gem, còn Nhung Gem nó đang buộc tóc. Hôm qua nó bảo 3 giờ nó mở nhưng tôi không phải nó mở sớm mà. Tôi này sướng thật, hôm nào đi quay được uống bia mọi người ạ. Hôm nào cũng được sang bên K9 để uống bia. Bia đây. Sướng. Hôm nay em vào vai đánh giày à? Dương rất hay đóng vai chủ tịch. Thế nhưng mà kiểu chủ tịch công ty bán gà hay sao ấy. Nhìn nó cứ tả tơi à. Lại đi hết rồi, lại trả lại về yên bình vốn có cho cái công ty này. Dạ. Dạ. Vâng. Đây là cây đào công ty đã nở chuyết chuyết rồi mọi người, nở chuyết chuyết tuyết tuyết rồi. Hôm nay mình lại phát hiện ra một cái bông đào nó kỳ dị. Đặt luôn này. Đấy. Bình thường thì nó là hoặc là bích hoặc là phai, đây nửa bích nửa phai. Thế luôn bích cho má cái bông đào. Cây đào công ty chắc là tầm 30 Tết thì nó sẽ nở, không còn bông nào, không còn cái nụ nào luôn.